kiếm nhiều tiền nhất 2019. Theo số liệu của Superdata, bộ phận nghiên cứu ngành công nghiệp video game của Nielsen, doanh thu của game chơi miễn phí đã tăng 6% trong năm 2019, đạt 87,1 tỷ đô la Mỹ. Đứng thứ hai sau Fortnite là Dungeon Fighter Online với doanh thu 1,6 tỷ đô la Mỹ, Honor of Kings, gồm cả Arena of Valor, 1,6 tỷ đô la Mỹ. Đứng vị trí thứ tư và thứ năm là League of Legends và Candy Crush Saga, đều ở mức 1,5 tỷ đô la Mỹ. Tiếp sau là Pokemon Go, 1,4 tỷ đô la Mỹ. Game bắn súng Battle Royale tuy không lọt vào top 10 game có thu nhập cao nhất 2019, nhưng lại lập kỷ lục mới đạt lượng tải về 50 triệu lượt nhanh nhất với bất cứ game PC và console nào. Dù đạt 1,8 tỷ đô la Mỹ, doanh thu Fortnite năm 2019 vẫn kém mốc 2,4 tỷ đô la Mỹ một năm trước đó. Game bắn súng Fortnite vượt trội các game chơi miễn phí khác nhờ nâng cấp thường xuyên và thu tiền qua vật phẩm trong game, Superdata cho biết. Fortnite giữ vững ưu thế nhờ đẩy mạnh quảng cáo trong các bộ phim ăn khách như Marvel's Avengers, Stranger Things và Star Wars chi tiêu cho game tính tiền, người chơi phải mua game, đã giảm 5% năm 2019, theo số liệu của Superdata